Hello đêm. Không phải là vì KPI khủng quá. Hôm nay tôi đã giveaway quà Giáng sinh cho anh em mà anh em nói gì vậy? Hôm nay ông già Noel ông gửi cho ông đi tặng tôi hoa hộp hộp quà nè mọi người, quà Giáng sinh nè. Hôm nay tôi đi tôi này tôi dậy sớm ấy là tôi mấy giờ tôi ngủ ta, hình như là 9 giờ sáng tôi mới chợp mắt được. Chợp mắt được tới tầm 11 giờ người shipper người ta gọi, ông già Noel ông gọi tôi lấy quà rồi. Thế là tôi cũng kiểu mình ngủ được có 2 tiếng mình ba gai rồi đó, xong cái xuống lấy xong tiền mua nước luôn. Xong rồi tôi là chắc là mới ngủ dậy hay sao á, tôi bị tôi có để ý nha, mắt mở không lên, cổ dính gàng cứ rồi đi xuống dưới mua nước. Thế là tôi không để ý, tôi va phải cái bạn áo dài lớp 10. Tại sao tôi biết lớp 10? Tại vì tôi thấy ở trên cái áo nó có cái này, cái người ta gọi là cái gì ta, cái phù hiệu hay là cái gì, phù hiệu tôi nhớ cái phù hiệu là cái này mà đúng không? Còn cái bảng cái này là cái bảng tên, tôi thấy cái bảng tên trường với cả bảng tên lớp lớp 10 đó. Tôi va phải cái bạn lớp 10, cái bạn nó bả mặc áo dài, bả quay bả nhìn tôi bả kiểu tự tin á, có sao không bé, trời ơi, đi đứng cái kiểu gì không nhìn em. Sao tôi ngước lên tôi nhìn bả, xong bả cũng kiểu có sao không em, kiểu các kiểu bé bé các em rồi các thứ rồi, mình cũng mình mới dậy mà, xong cứ không sao chị, thế là tôi xin lỗi xong tôi đi lên mà tôi cũng đéo hiểu sao nha. Mình lát đấy mình cũng thôi tôi xin lỗi cái thứ rồi, mình không xin lỗi bằng tôi mà tôi xin bằng em luôn, em xin lỗi à. Xong cái tôi cũng đi lên luôn cái hiểu luôn, mà nó lớp 10 mà nó cao hơn tôi hẳn bố mẹ nó một cái đầu, mặc áo dài mang cả đôi, nó mang cả đôi guốc mẹ bao nhiêu tấc chứ biết, chắc mình phải 5,7 tấc hay sao á, phải có trưởng thiệt. Xong cái nó quay qua tính bơ, có sao không em, có sao không bé, đi đâu mà không nhìn vậy. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nhưng mà hôm nay tôi có được nhận, tôi hôm nay tôi được một món quà từ bên đây, từ một bên gọi là Logitech đấy. Tôi từ từ mà tôi được một món quà bên công ty bên Logitech người ta gửi qua cho tôi. Tôi sẽ đợi một tí, nó phải tầm đông đông một chút xíu tôi sẽ ghi phần quay quà cho mọi người nha. Thật ra là có món quà là một cái hộp quà lớn này là dành cho tôi, mấy người không có cửa trong đó, còn một cái món quà mà dành cho mọi người á là cái món quà cái bọc nhỏ nhỏ, cái bọc ni lông nhỏ nhỏ bên đây nè đó mọi người. Bây giờ mọi người muốn tôi bóc quà ra luôn không, hay là mọi người muốn đợi xíu nó đông rồi bóc luôn cũng được? Đây là quà bên Logitech người ta tặng tôi quà Giáng sinh mọi người ạ. À, để tôi bóc cho mọi người. Tôi cũng không có nghĩ là nó to như này đâu, tôi nghĩ là nó bé à. Cái bọc nào cũng sẽ từ từ tí xíu tôi sẽ có quà cho mọi người. Cái này mình tận dụng làm gì ta, cái này nếu mà mọi người không chê thì tôi là một món quà, tôi nghĩ là tôi là một món quà mà gọi là kiểu đáng giá nhất mà mùa Giáng sinh này ông già Noel tặng mọi người á. Nếu mà mọi người không chê thì để tôi ship tôi qua cũng được. Mọi người chơi không chơi thì thôi để quay nhắn tin này tôi tới nhà mọi người cũng được, cái gì đâu mà bóc cái này đẹp quá không dám bóc kiếp quá chết mẹ mày đặt chê. Ho, được rồi, đây là mấy anh chị đóng quà, mấy anh chị đóng bằng cái keo này cho nó chết mẹ rồi tôi sợ. Thông cảm nha, tôi lột đồ nó hơi bị cồng kềnh. Chết rồi, bây giờ có cái gì để mà rồi cái lỗ của tôi thần kỳ với gì đó, tôi có thể chia món quà này, thật sự là tôi người ta là dành tặng cho tôi, cho nên là nếu mà có chia sẻ được món quà này cho mọi người thì tôi sẽ ghi và quay thêm mấy cái nhánh hông này cho mọi người nè, kiểu cho mọi người về trang trí cây hông Noel đồ á. Người ta có tặng tôi
mấy cái trái thông đồ này kia nè, mọi người có thích thì để tôi giveaway ba trái này cho ba người may mắn nha. Cái tôi nghĩ là cái này tôi sẽ giveaway là cho mọi người được á. Ui, nhìn cái tôi luôn thôi là đã thấy được xì. Ủa cái gì đây? À, một cái áo thun. Cái áo thun này là dành tặng cho tôi. Còn mọi người, quà của mọi người là ở đằng sau cái này cơ. Quà của mọi người là đằng sau lưng tôi cơ. Còn cái này trong hộp là chắc chắn là của tôi rồi. Không thể nào mà của mọi người được. Lòng tôi cũng muốn tặng thêm cho mọi người lắm đó chứ. Nhưng mà ớt nó thun đẹp quá à. Có cái logo Logitech hả? Sao lại tặng size L cho em thấy XS mà anh. Không, nói chung là cũng đẹp, hợp lý. Vải cũng xịn mà mọi người. Thật ra là tặng size L cũng tốt. Tí nữa tôi mang tôi đi tặng cho trai. Hợp lý. Vải xịn nha. Vải này, cái này đẹp á, không bàn cãi. Ôi tôi được mở cái hộp này ra thì tôi được phát hiện ra một cái tai nghe mọi người. Cái tai nghe trước từ nhá, cái tai nghe theo thông tin tôi nhận được ở đây là bộ sưu tập mới nhất của Logitech. Thế sao bộ sưu tập Aurora, cái tên mẹ nghe rất con gái luôn. Bạn nào mà chưa, bạn nào mà có người yêu rồi á, bạn trai nào mà có người yêu á, tôi nghĩ là bạn nên tặng cho người yêu một cái combo này đi, rất đẹp thiệt, đúng sang luôn á. Cái combo á, cái bàn phím, cái bàn phím xinh lắm nha. Để tôi bóc từ từ cho mọi người. À đây thêm một món nữa. Thêm một quả thông nữa cho mọi người là 4 quả. Nè. 5 quả luôn. Cái gì mà bộ sưu tập Tokuda vậy? Đầu óc gì thiệt á. 1 2 3 4 quả đó nè mọi người ơi. Trời ơi, đúng là nhãn hàng người ta đúng là có tâm luôn á. 6 với 4 là quả, là 9 quả nè, thêm 2 quả nữa là 11 quả nè. Đó, này không thiếu nha, 20 quả này tôi nghĩ ghi quay cho 20 người được á. Hết rồi, để này để sau đi, tôi bóc. Để tôi bóc bạn, mọi người muốn tôi unbox cái gì trước, bàn phím tôi nghĩ là để sau đi, mình bóc cái nhỏ nhất đi. Con chuột G705 của Aurora. Cái này chuột có dây hay không dây ta? Để tôi bóc qua nha. À hình như con chuột này, chuột này có dây không ta? Mọi người có để người ta gói hàng gì giống như kiểu mấy cái hamburger, mấy cái gà rán đồ, khoai tây chiên đồ gì trong cửa hàng cái gì, trong mấy cái đồ ăn nhanh không? Y hệt luôn, y như hệt mấy cái đồ ăn nhanh luôn. Con này là có màu, có đèn nha. Sao có đèn mọi người, kết nối vô nó sẽ có đèn. Hình như tôi nghe bảo là cái bộ sưu tập này cái màu nó hay kiểu pastel á, cái màu kiểu dễ thương đồ á. Vừa tay tôi không biết con này gaming được không, nhờ để tôi xem lại cái thông số con này. Nhưng mà cái con chuột thì nhỏ nha, chuột nhỏ dành cho mấy bạn con gái tay nhỏ nha, chứ tôi nghĩ chuột này mấy bạn trai mua, mấy bạn kiểu mình hơi hướng đồ mà kiểu có người yêu mình này kia thì mình mua tặng người yêu. Còn ví dụ mà mình kiểu bóng lộ đồ đó mình mua về mình xài cũng được, rất đẹp. Nhưng mà con trai xài cái này tôi thấy hơi bê đê xíu. Này lại có cái gì đây, từ từ. À cái này là chắc là sạc chuột. Lần đầu tiên tôi xài chuột không dây mọi người, đúng quê luôn á. Từ đó tới giờ tôi, một là tôi xài con Chibro, con này con gì, con Zoe màu xanh với con Zoe màu đen có dây hết.
Đây là lần đầu tiên mà tôi cầm trong tay con không dây luôn. Nó, tôi cảm giác của tôi, nó cảm giác sao ta? Nó nhẹ, nó vừa tay, tại tay tôi nhỏ. Kiểu nó bị sướng ấy, nó bị kiểu bóc zin mấy cái tôi thích bóc zin mấy cái đồ công nghệ lắm, thiệt tin tôi. Cảm giác bóc zin đồ công nghệ nó sướng lắm. Cái này chắc là dây sạc pin chuột mọi người ạ. À, các bạn hướng dẫn thì tôi nghĩ là chắc là đọc sau đi. Tại vì có bao giờ tôi mua đồ mà tôi đọc hướng dẫn đâu. Tí nữa thì để tôi thử, tí nữa tôi ghim vô coi như nào. Hình như là phải sạc pin trước đúng không? Hình như là phải sạc pin trước con này rồi mới xài đúng không? Được bút quảng cáo hả? Mày nói gì đó, người ta tặng quà Giáng sinh tao mà mày kêu người ta bút quảng cáo. Thấy bé thôi. Mà mày nhìn cái không hiểu gì, nói cho to. À, nói thật, đây không phải VR nha, nhưng mà tôi thấy đồ Logitech kiểu đỉnh của đỉnh luôn á. Em nào mà kiểu xài đồ công nghệ hay như nào, anh em mua Logitech đi, mà đỉnh lắm. Nói chung là mở cái hộp này ra thì nó có cái gì đây? Cái này hình như tôi nghĩ là chắc là cái bản hướng dẫn cổng kết nối gì trên cái hộp nè. Nói chung là kiểu con gái dễ thương lắm mọi người ạ. À, mở ra thì có một cái lớp. À, coi nè. Không dây hết luôn mà. Đỉnh quá à. Và tôi không biết là tôi chưa xài này, tôi không biết là cái mà Martin á đẹp lắm thiệt. Nó ở trong tai nghe nó có cái chữ red line này. Red với cái line này, tôi nghĩ là này nó hơi to ha, cái chữ nó hơi to, kiểu dành cho mấy bạn mà kiểu cận mù mù mà không biết bên nào bên trái, bên nào bên phải á. Đằng sau đây thì nó có nút. Con này là con G735, là con không dây hay sao mọi người? Để tôi cũng muốn chia một cái phần quà của tôi cho mọi người lắm, nhưng mà không được, đồ xịn như này một mình tôi ăn đủ rồi, một mình tôi húp đủ rồi, anh em không cần húp đâu. Trong đây là một cái hộp, tôi nghĩ chắc là cũng là bản hướng dẫn với cả dây. Là tôi bóc cái coi. À, dây một cái tờ giấy hướng dẫn. Đây cũng là một cái cáp. Và cái này cái gì đây, giống cái USB quá vậy. À, tên nó phê, nó không có bị đau tai, nó nhẹ tên à, nó giống như kiểu cái bông gòn trên tay gì á. Dễ thương không? Dễ thương á. Mình xin mà chả nghe mẹ gì hết, có cắm dây đầu nghe. Để tí nữa tôi thử. Tôi từ từ. Chắc là nếu mà bây giờ đang stream thì tôi không có test cái tai âm thanh này kia được. Tôi up stream xong tôi chơi game tôi test thử, xong rồi mai tôi lại review tiếp cho mọi người. Hiện tại thì cái tai nghe thì nó cũng có bao nhiêu đồ à. Bây giờ chắc là tôi sẽ tiến tới cái món to nhất, xịn nhất mà tôi mong chờ mọi người ạ. À, đó chính là cái bàn phím. Giveaway thôi á. Muốn giveaway cho anh em lắm, nhưng mà mấy cái này hợp với anh em hơn nè. Cái quà Giáng sinh này tôi thấy hợp với anh em, mà chắc anh em không có cần mấy cái tai nghe chuột bàn phím đồ này kia đâu. Em làm chỉ cần cái đồ to to đó, tôi nghĩ anh em cần cái nhỏ là được rồi. Vẫn là một cái hộp này, nó vẫn là một cái bản hướng dẫn, cái bản kiểu người ta in hẳn ở trên hộp luôn, nó đỡ phải kiểu cháy rùm rạ hay là cái gì. Hộp này để sau em. Gói quà giống như kiểu gói quà Valentine. Ôi à, mọi người nhìn nè, xịn á. Cái phím nó không có như cái phím giả cơ nha, cái tí nó rất là êm, nó rất là giống như cái con tôi đang xài, con mà phím tôi đang xài á, cái nó vừa nhẹ, chấn xuống nó vừa nhẹ, mà đó lại còn cái âm thanh nó không có bị ồn nữa, nó đã quá, tất cả nó vừa, nó nhỏ, nó vừa, quá tuyệt vời. Để tí tôi cắm đèn vô coi. Nó thật ra là nó có đèn á mọi người. Nó có led nó hiện ở dưới đây này hay sao nè. Mình cắm cho mình mới biết được. Cái này nó chỉ là chưa cắm đèn nên là nó trắng tinh nè. Không có thấy được nhiều á. Không có 5 block á.
Thật ra tôi xài bàn phím tôi cũng không có cần cái năm block làm gì, tại vì có cái phím số trên đây rồi. Cái năm block ở bên phải nó giống như nó làm cho cái bàn phím mà nó dài hơn chứ nó không có làm gì được á, nên là tôi cũng không cần máy. Gói quà không phải cái này, không phải gói quà mà cái hàng. Còn từ nào để diễn tả được luôn cái này luôn á, nó xinh ác luôn á, không có một cái từ sao mà lại xấu. Cáu con gái người ta nó thích cái như này mà, cái này nó theo cái kiểu gì, cái style bồng bềnh nhưng mà nó không có cồng kềnh nha, đồ nó rất là gọn. Cái style đồ công nghệ này nó kiểu nó bồng bềnh như mây ấy, nó kiểu bị cute, nó bị đáng yêu, nó bị nhẹ nhàng ấy, nhưng mà nó không có cồng kềnh. Ông nó rất là gọn nè, chỉ có cái bắp chuột này thì nó, nhưng mà tôi đang lo ngại là cái kê tay này nó sẽ bị phai theo thời gian. Tôi không biết mọi người sao nhưng mà tôi, cái người mà xài đồ trắng tinh như tôi là tôi rất là quan ngại cái đồ trắng, tại vì cái con bàn phím tôi đang xài á nó cũng có một cái kê tay màu xám, tôi xài theo thời gian nó từ màu xám nó chuyển sang con mẹ nó màu vàng luôn đấy. Nên là nếu mà như này thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải giữ kỹ lắm. Cái này nó không phải là nhựa hay như là nó là kiểu nó bị bằng da xong nó mềm mềm, nó bị bê phê phê ấy mọi người. Nếu mà mọi người chơi game mà chơi ngu rồi mà chết sớm đâu á, mình cầm lên mình bóp cũng nó đỡ, cũng giết được một khoảng thời gian đó mọi người. Cái này kê gói cũng được. Thì bên bên đây người ta có gửi quà để mà tôi đi và quay lại cho mọi người, thì mọi người nhìn mọi người cũng sẽ đoán được cái gì mà đúng không? Đó, trước tiên là hai cái nón logo Logitech. Cái nón này ê, kiểu mình mặc đồ công nghệ ấy, là kiểu mình mặc áo ấy, mình sử dụng đồ công nghệ mà mấy cái nhãn hàng đồ này mình ra đường gái nó gái dễ để dễ nhìn ra. Mình có tiền mình mua PC các thứ, mình mua đồ công nghệ là chắc chắn là mình giàu, mình dễ có người yêu luôn. Về đem hai cái nón này mà đội nón đi chơi với cả người yêu là chắc chắn là quá hợp lý. Tôi đang đeo tai nghe tôi không đeo được. À cái này nó ông mà tin này ổng ẩu ghê á, cái đồ quà người ta tặng mà ông kêu quà phèn, tôi nhìn tôi thấy hợp lý phết. Ba đâu bây giờ chê bộ đẹp vậy chứ chê. Ông muốn cái bàn phím á, no không có đâu bé ơi. Mấy cái món tôi cũng muốn kịp quay đồ này kia cho mọi người lắm nhưng mà tôi thấy mọi người không có chịu lấy bàn phím lấy chuột đồ đó nên thôi tôi xài rồi. Hiện tại thì tôi đang xài một con bàn phím cũng của Logitech đấy, một con G613. Hiện tại cô đây tôi đang dùng con G613 này thay cho con cái con bàn phím trắng mà trước tới dơ dơ nó tôi chưa có đi clean nó nên là tôi để nó bên kia rồi. Hiện tại tôi đang dùng con này, nếu mà có một cái bàn phím này thay rồi á, nếu mà bên kia người ta đưa cho tôi cái bàn phím Logitech này thay rồi thì tôi nghĩ là tôi sẽ tìm một cái hôm nào mà trời không nắng đó, trời không mưa, trời mây nhẹ hanh hanh thứ đồ tôi sẽ ghi và quay lại con này cho mọi người chịu không. Chính xác ghi và quay con cũ cũ đâu, mới mua có bao nhiêu lâu đâu mà cũ, con này mua xài chưa được chưa kịp nó chỉ hơi dính mắm tôm với cả nước mắm với cả nước tương kiểu ăn này kia nó vãi vãi trên bàn phím lên được không, không bây giờ xài mới đây mới mua có 1 tháng 2 tháng chứ nhiều nó hơi kiểu mà đập đập không, nó hơi có cái vụn đồ chiên đồ này kia dưới thôi chứ không có gì hết, vẫn còn xài êm. Nó lâu lâu nó kiểu nó quệt miếng mắm tôm lên nhưng mà lau sạch rồi, lau bằng khăn giấy cồn luôn rất sạch yên tâm. Khi mà quay lại cho anh em thì chịu khó không có hộp xíu tại cái bot để đâu mất mẹ rồi.